Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Còn nếu mà chơi cận chiến thì mình sẽ chơi tay không cũng được. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, quầy đậu xanh này, đậu xanh này, quầy đậu xanh này em ơi. Úi dồi ôi, xanh mộ cho bạn. Tính chơi đấm tay bo với xí kẹo à? Ok các bạn ơi, let's go. Cùng kẹo đi xem mạng nào các bạn ơi. Mình có mỗi khẩu M8 thôi à? Mình có mỗi khẩu M8 thôi à anh em ơi. Mình có mỗi khẩu M8 thôi à anh em ơi. Buồn dây cơ các bạn ơi. Không sao cả thì mình có đã kêu được luôn cái thằng này rồi nhá. Đấy, kêu được nó luôn. Vào tạm trong nhà nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ phải quần máu cái đã. Cơ bản là mấy bạn này bắn mình căng quá cơ anh em. Quần máu cho full máu, chơi game cho tự tin này anh em. Ok ok. Đây rồi. Giảm thanh để tạm đây vậy. Mình sẽ trang bị luôn vào XM8 nhá. Let's go nè các bạn. Ok rồi này. Có cả báng súng level 1 luôn này các bạn ơi. Tay súng 2 đấy nhá, ngon. Mình sẽ chạy lên trên này coi anh em ơi. Uầy tuyệt vời. Có khẩu này anh em sấy đã thôi rồi anh em ơi. Đây là khẩu súng tiểu liên MP40 nha các bạn. Uầy uầy uầy. Đừng, đừng bắn ai đừng. Don't shoot, đừng bắn mình bạn ơi. Tại sao bạn bắn mình ghê quá vậy? Ok ok đây. Hello. Nó chạy đâu rồi anh em ơi? Hiện tại thì kẹo chẳng thấy nó đâu cả. Đậu xanh này em ơi, ui, đậu xanh này em ơi, ui. Đậu xanh này và xanh mộ nhé em ơi. Đừng tưởng là chơi xí kẹo mà dễ nha. Ok các bạn. Đây, quấn phun máu luôn nào. Chứ kẹo ngại gì mà không quấn phun máu hả anh em. Đây rồi anh em. Tuyệt vời ông ơi trời. Mình sẽ dùng luôn cái này nha anh em. Hộp thông tin nhá. Xem là bo tiếp theo. Ok. Bo tiếp theo sẽ thu lên phía cổng trời nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lượm sát nào anh em ơi. Xem nó có súng gì nào các bạn ơi. Với cái hòm xác ở ngay cái rìa núi này, lượm hơi bị khó anh em ơi. Thế với anh em luôn. Mấy hôm sau mấy khu này lượm khó vãi trưởng ra ấy. Nhưng là không lướt đồ nữa anh em ơi. Đậu xanh chán của ta anh em. Đồ ngon như này mà không lướt được đồ anh em ơi. Vậy thì đánh thôi vậy. Đây con là mọi người. À đây, có người đấy hả? Đúng rồi em ơi. Đây anh chặn đầu chủ luôn nhá. Có đây em ơi. Không quả. Không quả. Không quả. Có đây em ơi. Qua đây em ơi. Đúng rồi con em ơi. Ui dồi ôi. Dính phải liệu choáng thì xanh mộ nha em ơi. Đây rồi các bạn đây. Ui thằng này cũng xài XM8 thôi à. Chán ghê ta. Tưởng nó xài súng khác chứ anh em. Thằng nào chơi súng bắn tỉa vậy? Bắn qua đây này. Hey. Hẳn là chơi súng bắn tỉa cả. Mình lại sợ bắn quá cơ. Ok đây. Mình sẽ cuốn cho nó full máu cái đã anh em ơi. Có giỏi xuống đây bạn ơi. Ủa có xe nữa hả? Thế kia. Xuống xe. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe bạn ơi. Đúng rồi. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe đây bạn ơi. Xuống xe đây bạn ơi. Xuống xe đây bạn ơi. Ui. Ok xong nhá. Ui dồi ôi. Cầm K98 định chơi anh cả. Đây qua của chú lần này. Ui thân niên. Bắn gắt có vậy. Bắn gắt có vậy em ơi đây. Nằm xuống bắn anh cả. Xem nào. Uầy nó chơi K98 định ăn mình anh em ạ. Đậu xanh tưởng ăn xí kẹo mà dễ hả mơi. Cầm K98 định ăn mình thì biết là ghê cỡ nào rồi. Chạy qua đây và mình sẽ lượm thêm một ít đạn từ liên cái đã anh em ơi.
Quầy bom keo thì rất là nhiều luôn nha anh em. À, có cả 451 này. Đó. Cha mị luôn ngắm đích vào này. Tuyệt vời, ông mà chờ nha anh em. Let's go, let's go. Đây, các bạn hãy cùng kẹo chạy đi săn mạng nhé. Bây giờ thì mình sẽ lên trên phía cổng trời nha các bạn ơi đây. Còn lại có 19 chân nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Đây anh em ơi, chạy thẳng theo hướng S nha anh em. Đây rồi các bạn ơi. Ok ok, qua rồi này. À, nó là một chiếc xe Monster Truck. Vậy mà kẹo cứ tận ở thính cơ các bạn ơi. Thì ra chỉ là Monster Truck thôi các bạn ơi. À, có xe nữa hả? Đâu bạn ơi? Chờ xem hóng xe nó nổ vì vùng danger anh em ạ. Chơi lại luôn chứ ngại gì. Chơi lại luôn nhé. Chơi lại luôn nhé bạn ơi. Bắt đầu. Vào xe với một cái tốc độ gọi là bàn thờ nha anh em. Cái đây, có 33 rồi. 33 anh em rút đồ gì cũng được nhá. Uầy uầy, bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng. Mình đang rút đồ xíu làm gì mà căng. À, chạy ra sau gốc cây rồi cả. Ok ok. Gạ dao gạ chảo cả. Bắn xong gạ dao gạ chảo. Bắn xong gạ dao gạ chảo cả. Thích gạ các bạn ơi. Bắn xong gạ dao gạ chảo cả. Gạ dao gạ chảo này. Đây bạn ơi, cho bạn gạ thoải mái nhá. Gạ đi bạn ơi. Nào. Gạ đi bạn ơi đây. Mình đang ngay phía trên rồi đây này bạn ơi. Xem bạn gạ mình kiểu gì. Ok anh em ơi. Lên xe lên nhỉ các bạn ơi. Nào. Xem bạn gạ mình kiểu gì. Xem bạn gạ mình kiểu gì này. Vỡ đầu nhé. Gạ dao gạ chảo với sĩ kẹo và cái kết đắng lòng này bạn ơi. Ok anh em. Kẹo sẽ quần máu có đã các bạn ơi. Rồi nhá ngon. Vứt bớt đạn tiểu lên đây này. Và cái quan trọng là mình sẽ kiếm thêm được đạn súng trường nha các bạn ơi. À có một cái đồng súng 2 này. Lượm luôn đồng súng 2 và bỏ nòng súng 1 ra ngoài nhá. Băng súng 2 trang bị luôn này các bạn ơi, let's go. Bên dưới vẫn còn có xe ngon của mình cơ mà. Đó. Mình sẽ tranh thủ mình lượm xác cái đã anh em ơi. Bom keo có một quả là hơi bị ít đấy. Đây rồi. Không rút được thêm đồ à? Đây rồi anh em ơi. Có thêm bom keo là ngon rồi. Tuyệt vời nha các bạn ơi. Cùng kẹo đi xem bạn nào. Hiện tại ở trong cái ván này còn lại đó là 12 người chơi nữa các bạn ơi. Đây đây. Đây mình sẽ ăn cái nâng giáp cái đã nào anh em. Ăn nâng giáp luôn chứ ngại cái gì mà không ăn hả anh em. Let's go nào mọi người. Giờ là còn lại có 12 đứa nữa mà thôi nha. Đó, mình sẽ cứ chạy lên phía trên cái đã nha. Wow, không một ai trên này cả. Đậu xanh. Đây rồi anh em. Chạy qua cái UAV một xíu nhỉ anh em. À, một đứa ngay phía dưới này các bạn ơi. Phanh lại, đúng rồi phanh lại. Phanh lại đàng hoàng nhá. Căn nhà Doraemon phía dưới hả? Ok. Chết luôn bạn ơi. Ui, cẩn thận xe đè chết người mình bây giờ. Ngồi cây này à? Đứng cây này à? À, nó APK các bạn ơi, tưởng gì. Thì ra là APK thế à? Ok anh em. Kẹo đã lượm được rất là nhiều bom keo rồi nha mọi người. Tiếp tục thêm bom keo này các bạn ơi. Được rồi. Ui ui. Xuống xe bạn ơi. Làm quả bắn 110 máu, sợ chưa? 110 máu thì sợ chưa? Sợ chưa bạn ơi? Sợ chưa bạn ơi? À nó chạy vào trong này rồi anh em ơi.
Thằng kia nó chạy vào trong này rồi thì phải nè. Căng ở nhà anh em. Xem nào anh em. Qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi, solo này. Solo nào bạn ơi. À, cầm sẵn AK rồi cả. Hình như là cái thằng này nó cãi mạng của mình các bạn ơi. Có giật ở đây bạn ơi này. Hey. Ui. Bên trên còn người nữa mà anh em. Thôi kia nó đâu rồi các bạn ơi. Đây à, đây à. Ui dồi ôi, vỡ đầu nhà em ơi. Tưởng gì ngồi canh anh ngay ở đây. Thế thì vỡ đầu là đúng rồi nha em ơi. Let's go được các bạn. Hình như là có một đứa ngay phía này này. À đây rồi, ui. À đây rồi, phó liệu cả. Ghê vậy. Phó liệu thì ghê rồi. Đó. May là kẹo kịp thời quần máu nhá. Cuốn cho full máu lần này. Tưởng có phó liệu mà ngon hả em ơi. Ui. Ui, liệu đạn cả. Nữa hả? Đậu xanh này em ơi. Các bạn cứ chạy đến các bạn kêu mình cả. Gắt à nha anh em. Đây mình sẽ chạy lên phía trên cái đá nha anh em. Một đứa ở ngay phía hông này. Mà thôi anh em ơi. Chạy lên trên này này. Đấy. Có một đứa ở ngay phía trên thôi anh em ơi. Nhanh lên kêu nó luôn chứ ngại gì mà không kêu hả anh em. Xem nó đâu rồi nha anh em. Đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi. Mày chạy với anh này. Ok. Xanh mộ luôn nhà em. Như vậy là cả đã có được bạn thứ 13 ở trong cái van đấu này. Quẩy giáp các kiểu đều ngon nha anh em. Lượm thêm đạn xuống trường này anh em ơi. Tuyệt vời. Let's go nào các bạn ơi. Chạy luôn vào ngay nhé. Ba người chơi nữa mà thôi. Bây giờ thì kẹo sẽ vào trong mò trước nha anh em. Đây, chịu qua phía này. Vào trong mò trước cái đã nhá. Ok ok. Còn lại 3 người nữa thôi anh em ơi. Cái này cần ấm à. Kẹo tưởng là người. Bây giờ là kẹo. À vừa thấy một đứa ngay hướng S nhá anh em. Bây giờ chúng ta sẽ vừa chạy và vừa đi săn người nha anh em. Đậu xe này em ơi. Đậu xe này em ơi. Ui từ đấy cả. Thôi xong rồi anh em ơi. Ui ghê vậy. Từ từ cái đá bạn ơi. Làm gì mà căng. Từ từ đã bạn ơi, làm gì mà căng, mình ngay đây mà. Của đây máu cái đã anh em ơi. Mình không có thích gạ team up nha bạn ơi, đừng có gạ team up với mình nhá. Ngay chỗ này anh em ơi. Mình không có gạ team up nha bạn ơi. Mình sẽ ra dấu hiệu trước cho nó này. Ôi đậu xanh. Đậu xanh ghê vậy. Đứng tạm đây nha các bạn ơi. Dựng luôn một cái chéo nữa này. Ok anh em, có vẻ hơi cao đấy. Có vẻ hơi cao đấy anh em ơi. Có vẻ hơi cao đấy anh em ơi. Ok đã xong nhá. Rồi ra. Ui. Rồi nha mọi người, cuốn phun máu này. Ok ok. Còn lại có hai đứa, mình sẽ trang bị luôn nào số 2 này anh em. Bo thu phía dưới các bạn ơi. Đứng đây. Canh luôn thẳng ở đây nhá anh em. Xem nó chạy đi đâu. Chú định chạy đâu Hải ơi. Anh đứng đây anh canh luôn chú nhá. Chạy ra trên một xíu đã anh em ơi. Đậu xem này. Cầm sẵn MP rồi nha bạn ơi. Ủa nó không chịu chạy cơ. Ghê vậy. Hẳn là không chịu chạy cơ. Thế thì ghê rồi anh em ơi.
Trên này kẹo chưa thấy ai cả anh em ơi. Nó lại gắt quá mà anh em. Mình sẽ chạy men theo phía đồ này. Ui, còn hai thằng cuối thôi mà anh em. Sao phải căng thẳng như vậy? Wow, để con này các bạn ơi. Gắt có tay anh em. Mình đang ở trong bo rồi. Ghê à nha anh em. Chắc là mình sẽ đứng tạm trên này coi. Đó, đứng tạm gốc cây này cho an toàn nha các bạn ơi. Một đứa canh lần này. Tôi tưởng là có một đứa ở ngay phía sau mình cơ mà. What the hell. Bo như này thì gắt quá rồi các bạn ơi. Ui, hai thằng của đâu rồi? Đây anh em ơi, chắc là kẹo sẽ chạy vào trong bo trước rồi nhá. Dựng bo kẹo trong bo trước này anh em ơi. Một đứa đã bị hạ này. Thế còn được cuối. Ui đậu xanh. Ui đậu xanh anh em ơi. Đậu xanh anh em ơi. Ui hên nhá anh em. Sửa nó kẹo đai rồi. Ok ok đây. Làm gì nhau bạn ơi. Ui. Từ từ mình còn máu có đã. Đã đầy máu rồi anh em ơi. Thôi bạn ơi. Mình không gạ tiêu áp nhé bạn ơi. Ăn liệu chán đi bạn ơi. Mình không gạ tiêu áp nhau bạn ơi. Đây rồi anh em ơi, đây mình đứng ở đây nhá. Thật kia. Mày sanh mộ với anh rồi nha em ơi. Bo thu lại rồi này bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Có giỏi chạy đi bạn ơi. Thật là chuẩn bị sanh mộ rồi. À nó chạy vòng theo phía dưới thì phải các bạn ơi. Ok ok đây. Làm gì nhau. Làm gì nhau. Ui. Làm gì nhau em ơi. Úi giời ơi, nhân dấu nha các bạn ơi. 15 kill top 1 này. Quẩy thôi nào. Sời sời sời. Top 1 rồi nha mọi người. Quẩy thôi nha em ơi. Ok anh em. Như vậy là trong cái ván đấu này thì kẹo đã được top 1 với 15 kill nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.